Sau nhiều năm để chống khu gầm của tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông thì nhiều khu vực đã trở thành nơi tập kết phế liệu xây dựng như là trên đoạn đường Hào Nam. Thì mới đây thành phố Hà Nội đã cho trồng 1.500 cây cao bụi, vừa tạo cảnh quan sạch đẹp vừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh sự việc này. Chạy xe ôm khu vực đường Nguyễn Trãi nhiều năm nay, ông Lệ đã chứng kiến nhiều sự đổi thay của con đường này. Và những ngày mới đây, theo ông, mọi thứ lại trở nên xanh mát hơn nhờ những hàng cao cảnh mới trồng. Cái hàng cây này tôi cảm thấy là thì trước thì chưa có cây, thì bây giờ trồng lên thì rõ ràng là nó phải xanh tốt, phải mát mẻ hơn là chưa có cây rồi. Trồng cái cây này trong thời gian nhanh lắm, thế là chúng ta trồng ban đêm, ban ngày sợ chắc là sợ vướng đường tắc xe nào ta cũng trồng, nhưng mà tối thì chưa có gì, nhưng mà sáng ra là ta thấy có. Cả trăm cụm cao hơn 2 mét được trồng tương đối dày đặc, khoảng cách mỗi cây từ 2 đến 2,5 mét tại gầm đường sắt trên cao, khu vực từ ngã tư Sở đến Khuất Duy Tiến. Trước đó, tại giải phân cách này, đã có 2 tầng cây cảnh được trồng cách đây khoảng 1 năm. Những người dân sống gần đường Nguyễn Trãi bày tỏ sự hào hứng vì có thêm hàng cây xanh tốt. Hiện tại thì trồng ở dưới dãy đường sắt trên cao này thì trồng những cây xanh này thì làm cho cái không khí của trên đường nó thoáng mát hơn, nó làm cho con người ta cảm thấy là nó xanh hơn, sạch hơn. Trồng cây này thì nó cũng được, nhưng mà mật độ trồng cây nó dày quá, lãng phí. Theo đại diện công ty công viên cây xanh Hà Nội cho biết, tuyến đường từ ngã tư Sở đến cầu Tráng Hà Đông trồng khoảng 1.500 cây vì đoạn đường sắt trên cao ở khu vực này đã tạm ổn định hoàn thành. Tuy nhiên, nhiều ý kiến lại cho rằng cao cảnh không thích hợp trồng tại các khu vực có mật độ giao thông lớn và sẽ rất dễ gãy đổ khi có mưa gió. Còn vấn đề cái cây chọn, đề nghị này công ty công viên cũng phải nên cân nhắc thận trọng khi chọn loại cây nào cho hợp lý. Chứ bây giờ cái đường Nguyễn Trãi nó như thế này, mà trồng càng cao thì tôi cảm thấy nó chả hợp lý gì cả. Nó giải quyết vấn đề gì? Giải quyết mát cũng không phải, môi trường không phải, phải không ạ? Thế thì hàng cao ta nên không nên chọn, không nên đưa vào cái này, mà đưa vào ví dụ như ở trong công viên thôi. Cũng theo đại diện công ty công viên cây xanh Hà Nội khẳng định, cao cảnh trồng dưới gầm đường sắt trên cao sẽ được chăm sóc tốt, khống chế chiều cao để đảm bảo mỹ quan, không ảnh hưởng đến hệ thống đường sắt đô thị, và thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện trồng thêm tại một số khu vực khác.